Kính thưa giáo sư Châu, giáo sư Lan, chủ tọa đoàn, kính thưa toàn thể các quý vị đại biểu. Tôi cũng xin phép được thay mặt cho nhóm soạn thảo trình bày về vấn đề các bệnh đồng mắc với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Có thể nói là cái mối quan hệ nhân quả giữa bệnh đồng mắc và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là sự phân biệt rạch ròi thực sự là khó. Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính có thể là cái bệnh đi kèm với các cái bệnh đồng mắc khác, hoặc là các bệnh đồng mắc khác cũng đi kèm với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính bởi có cùng yếu tố nguy cơ, hoặc là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính lại là cái bệnh mà gây ra các bệnh đồng mắc bởi nó trong cái viêm của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là cái viêm mà gây ra cái tình trạng đáp ứng của toàn thân, có thể hệ tim mạch, cơ xương khớp, tiêu hóa đều bị ảnh hưởng. Mặt khác là việc sử dụng các cái thuốc điều trị cho bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính cũng có thể gây hậu quả cho gây ra các cái bệnh đồng mắc khác. Ví dụ như trong trường hợp mà mình sử dụng các cái ICS lâu dài cũng có thể đã có những cái y văn ghi nhận những cái ảnh hưởng của nó về vấn đề viêm phổi, lao phổi, loãng xương, rồi vấn đề rối loạn chuyển hóa đáy tháo đường, suy thượng thận, vân vân. Cái việc mà chẩn đoán các bệnh đồng mắc đi kèm với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hết sức là quan trọng, bởi nó sẽ ảnh hưởng đến cái quá trình tiến triển của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, ảnh hưởng đến cái sự điều trị của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Nó sẽ, nếu không được phát hiện thì nó sẽ làm nặng bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính lên, và bản thân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính cũng sẽ là căn nguyên làm nặng các cái bệnh đồng mắc. Có rất nhiều các cái bệnh đồng mắc cùng với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Chúng ta có thể thấy trên cái slide này là hầu hết tất cả các cơ quan đều bị ảnh hưởng. Và cái căn nguyên của nó thì tôi cũng đã nói, có thể là cùng yếu tố nguy cơ, có thể là do quá trình sử dụng thuốc, có thể là cái đáp ứng viêm toàn thân. Cái bệnh lý đồng mắc mà thường gặp nhất ở bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đó là bệnh lý về tim mạch, mà cụ thể đây là tăng huyết áp. Tới 40-60% bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính có tăng huyết áp. Và cho đến nay, nói chung với lại tất cả các bệnh đồng mắc thì chưa có hướng dẫn cụ thể cho từng bệnh một trên bệnh nhân COPD, và chúng ta phải điều trị như điều trị thông thường. Song song với việc điều trị COPD là điều trị các bệnh đồng mắc theo các hướng dẫn thông thường. Tuy nhiên là ví dụ trong tăng huyết áp thì chúng ta sẽ có một số các cái lưu ý. Ví dụ thuốc ức chế men chuyển hoàn toàn không có chống chỉ định nhưng có thể gây ho, mà bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì ho, cho nên là nếu có thể tránh được thì chúng ta có thể thay thế bằng các thuốc khác, ví dụ như là thuốc ức chế thụ thể angiotensin. Các cái thuốc ức chế kênh canxi thì nó lại có lợi, do đó mà chúng ta có thể lựa chọn. Thuốc lợi tiểu thì lưu ý đến các cái tác dụng giảm kali, bởi vì trong quá trình điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì chúng ta sử dụng các thuốc đồng vận beta 2, và những cái thuốc đó cũng như là corticoid đường toàn thân trong các đợt cấp có thể làm giảm kali, do đó mà phải bù kali. Cái thứ hai, bệnh tiếp theo của cái hệ tim mạch đó là suy tim. Suy tim thì cũng có khoảng 30% bệnh nhân COPD có suy tim, và chẩn đoán suy tim ở bệnh nhân COPD thì thường rất là khó khăn bởi nó trùng lắp các cái dấu hiệu giữa hai bệnh này. Một số các cái dấu hiệu có thể giúp cho chúng ta chẩn đoán. Thứ nhất là ví dụ như là chúng ta định lượng bropin-P hoặc là BNP, hay là có thể làm siêu âm tim để mà đánh giá. Và các thuốc để mà điều trị cho suy tim trong trường hợp này, nếu chúng ta cần phải sử dụng thuốc ức chế beta thì nên là chọn ức chế beta chọn lọc. Các thuốc ức chế beta chọn lọc như bisoprolol, metoprolol hay nebivolol, những cái thuốc này được đánh giá là an toàn cho bệnh nhân suy tim ở bệnh nhân có COPD. Tuy nhiên là khi sử dụng thì chúng ta sẽ dùng liều thấp và tăng dần tùy theo đáp ứng của bệnh nhân. Đối với những bệnh nhân mà không dung nạp với thuốc ức chế beta chọn lọc thì có thể dùng dicoxin. Nhưng dicoxin có một cái khó khăn đối với chúng ta là chúng ta không định lượng được nồng độ dicoxin trong máu, do đó rất dễ bị ngộ độc dicoxin. Mặt khác là bệnh nhân COPD thì thiếu hô hấp, thiếu oxy, mà khi mà dùng dicoxin thì sẽ tăng cường sử dụng oxy của cơ tim, do đó nó cũng sẽ là một khó khăn. Vì vậy nếu phải dùng dicoxin thì cần phải theo dõi cẩn thận.
Trong trường hợp có phù phổi cấp thì việc sử dụng thông khí nhân tạo không xâm nhập sẽ rất có lợi cho bệnh nhân. Tiếp theo là bệnh cơ tim thiếu máu thì tần suất bệnh cơ tim thiếu máu cũng cục bộ thiếu máu ở bệnh nhân COPD cũng tăng và thường bị bỏ sót chẩn đoán, và vấn đề điều trị thì cần phải được theo các cái điều hướng dẫn thông thường. Các thuốc như ức chế men truyền hay ức chế thụ thể cùng với nhóm statin sẽ giúp giảm được cái tỷ lệ nhập viện do bệnh cơ tim thiếu máu ở bệnh nhân COPD. Việc điều trị đau thắt ngực và điều trị sau nhồi máu cơ tim thì các cái thuốc ức chế beta chọn lọc như bisoprolol, metoprolol được coi như là an toàn trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Can thiệp mạch vành qua da có chỉ định trên bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính có nhồi máu cơ tim. Tuy nhiên là nếu có COPD đi kèm thì cái việc tiên lượng sau can thiệp nó sẽ xấu hơn. Về rối loạn nhịp tim thường gặp ở bệnh nhân COPD đó là rung nhĩ, tần suất là từ 12 đến 14% do cái tình trạng yếu xíu oxy mãn tính. Và đối với trường hợp mà bệnh nhân có rung nhĩ thì cũng thận trọng khi sử dụng liều cao đồng vận beta 2. Nếu cần thì có thể chỉ định các cái thuốc beta ức chế beta chọn lọc beta 1. Theophylline trong trường hợp này có thể gây độc cho tim, đặc biệt là khi nồng độ nó vượt quá 20mg trên lít, vì chúng ta không định lượng được theophylline trong máu. Vì vậy khi sử dụng theophylline thì các quý đồng nghiệp lưu ý là không quá 10mg trên 1kg cân nặng ngày, bởi vì cái ngưỡng độc và ngưỡng tác dụng của theophylline nó gần như là rất là sát với nhau. Và luôn luôn là đối với những bệnh nhân này thì phải đảm bảo oxy tốt, bởi rung nhĩ nó là hậu quả của cái tình trạng thiếu oxy ở bệnh nhân COPD. Một cái bệnh lý nữa mà đến nay tôi cho rằng là các bác sĩ của chúng ta vẫn chưa thực sự quan tâm để phát hiện, đó là tình trạng ngừng thở tắc nghẽn khi ngủ. Với cái bệnh lý này thì chúng ta có thể phát hiện rất là đơn giản với những cái triệu chứng là ngủ ngáy này, buồn ngủ ở ban ngày quá mức này, rồi giảm oxy máu không tương xứng với tình trạng tắc nghẽn đường thở. Và cái đơn giản nữa là chúng ta có thể chẩn đoán bằng cách là cho bệnh nhân đo đa ký hô hấp hay là đa ký giấc ngủ tại trung tâm hô hấp chúng tôi, cũng như ở tại thành phố Hồ Chí Minh là cũng có những cái đơn vị để mà đo cái đo đa ký giấc ngủ này để chẩn đoán hội chứng ngừng thở khi ngủ. Ở những bệnh nhân COPD, nếu mà hội chứng ngừng thở khi ngủ chúng ta không chẩn đoán được và cứ để nó tiếp diễn thì rõ ràng là bệnh COPD chúng ta không cải thiện được. Vì vậy, cái việc mà chẩn đoán sớm, điều trị bằng máy thở, có thể là CPAP, có thể là BiPAP trong những trường hợp bệnh nhân đã có CO2 máu tăng mãn tính thì sẽ rất là cải thiện tốt cho những bệnh nhân này, và luôn luôn phải đảm bảo được độ bão hòa oxy máu trên 90%. Ung thư phổi cũng là một vấn đề nan giải ở bệnh nhân COPD, bởi khi chúng ta phát hiện thấy một nốt mờ có tua gai ở trên phim X-quang phổi của bệnh nhân, trên nền giãn phế nang rất là nhiều, rồi trên nền một cái suy hấp mãn tính, thì rõ ràng là chúng ta sẽ rất khó khăn trong vấn đề chẩn đoán cũng như điều trị. Để mà can thiệp vào đó thì chắc chắn sẽ gây ra những cái những cái biến chứng mà không mong muốn và có thể gây tử vong cho bệnh nhân. Do đó có những nơi thì người ta có thể đề nghị là chụp CT liều thấp để mà phát hiện. Tuy nhiên là đến nay thì vẫn còn nhiều những cái bàn cãi bởi cái giá thành của nó, cũng như là sau đó thì bệnh nhân cũng không được theo dõi một cách hệ thống, vì vậy là nó cũng chưa được khuyến cáo một cách gọi là phổ biến. Giãn phế quản trong thực hành lâm sàng thì tôi tin chắc là các bác sĩ cũng thường xuyên gặp những bệnh nhân giãn phế quản với lại bệnh nhân COPD. Rất nhiều các anh chị ạ, hầu hết các bệnh nhân COPD là có giãn phế quản và nó lại có triệu chứng trùng lặp nhau cùng ho khạc đờm kéo dài, đúng không ạ? Tuy nhiên là khi những cái bệnh nhân mà có giãn phế quản thì triệu chứng lâm sàng sẽ khó khăn hơn và sẽ có nhiều đợt cấp hơn, đặc biệt là đợt cấp do những trùng tái diễn thường xuyên. Và đối với những bệnh nhân giãn phế quản này thì cái khuyến cáo việc sử dụng thuốc thì đặc biệt là ICS thì chúng ta cũng cố gắng tránh
bởi vì nó sẽ dễ bị nhiễm trùng. Hay nữa là chúng ta có thể sử dụng các cái sản phẩm như là macrolide. Macrolide thì erythromycin, như lúc nãy cô Lan trình bày, là chúng ta có thể sử dụng kéo dài cho bệnh nhân giãn phế quản ở bệnh nhân COPD. Và lưu ý là những bệnh nhân này dùng theophylline thì chúng ta có thể thay thế theophylline bằng một lama khác. Lao phổi. Lao phổi cũng là một vấn đề. Lao phổi có thể là căn nguyên gây ra COPD và cũng có thể là hậu quả của COPD. Và khi có lao phổi ở bệnh nhân COPD thì chúng ta cũng phải song song vừa điều trị lao và điều trị COPD như thông thường. Một cái bệnh lý khác mà cũng gây những cái lo lắng cho các bác sĩ lâm sàng đó là vấn đề hội chứng rối loạn chuyển hóa. Có thể thấy ở đây là ở bệnh nhân COPD thì mắc cái hội chứng chuyển hóa này nhiều hơn so với những bệnh nhân không có COPD rất nhiều, có thể nói là gấp đôi. Và tiểu đường ở bệnh nhân COPD cũng gặp rất là nhiều. Vấn đề nhân quả ở đây cũng không thể phân biệt rạch ròi được như tôi đã trình bày lúc ban đầu. Vấn đề điều trị đái tháo đường ở bệnh nhân COPD thì cũng theo cái hướng dẫn thông thường. Nhưng chúng ta cũng lưu ý là trong các đợt cấp khi chúng ta sử dụng corticoid kéo dài, corticoid đường toàn thân cũng có thể làm tăng cái đường máu. Do đó việc kiểm soát đường huyết lúc này phải theo dõi chặt chẽ. Những cái khuyến cáo, những cái nghiên cứu thì cho thấy là nếu mà ICS liều thấp thì hầu như là không làm tăng đường máu, nhưng ICS kéo dài liều cao thì cũng có thể là gây tăng đường máu với mức độ bằng chứng là loại 2. Trong trường hợp mà các cái bệnh lý về xương khớp thì có loãng xương. Loãng xương thì nó gia tăng theo mức độ nặng của bệnh. Chúng ta thấy ở trên cái slide này, COPD càng nặng thì cái mức độ loãng xương cũng càng cao, và cái tỷ lệ mức độ tỷ lệ loãng xương ở nữ thì cao hơn nam giới rất là nhiều. Và khi mà có loãng xương thì cũng được điều trị theo hướng dẫn thông thường, và do đó mà chủ yếu là để giảm cái nguy cơ gãy xương. Thì bao gồm là thay đổi lối sống và dinh dưỡng. Vấn đề dinh dưỡng thì lát nữa chị Tường Oanh sẽ trình bày trong vấn đề phục hồi chức năng hô hấp cho bệnh nhân. Tuy nhiên là chúng ta cũng phải lưu ý về vấn đề dinh dưỡng. Như thầy Bình nói là hình như là các bác sĩ của chúng ta là hầu như không cho bệnh nhân ăn, và vì thế mà cũng hết sức là phải quan tâm. Thứ hai là cái tăng cường sử dụng canxi và vitamin D để chống cái tình trạng là gãy xương hay là chống mất xương bằng bisphosphonat. Về trầm cảm. Trầm cảm là một vấn đề ở COPD mà chúng ta gặp rất nhiều trong thực hành lâm sàng. Tuy nhiên là chúng ta cũng chưa quan tâm thực sự đến bệnh nhân này. Có khi lại không hiểu, có khi lại các bệnh nhân là ông này không biết là làm sao đây. Tuy nhiên là bệnh nhân COPD thì các anh chị biết là nó là một vòng luẩn quẩn, khó thở, thiếu oxy, lại ngồi một chỗ không vận động được thì lại rơi vào trầm cảm thì lại càng khó thở hơn. Và cái việc điều trị trầm cảm cũng vẫn là theo các hướng dẫn thông thường, tránh sử dụng các cái thuốc mà ức chế trung tâm hô hấp, đặc biệt là trong những trường hợp mà có tăng COI máu. Tóm lại là gì? Bệnh động mạch ở bệnh nhân COPD có thể là đi kèm do có cùng yếu tố nguy cơ, có thể là hậu quả do sử dụng các cái thuốc như là ICS kéo dài, có thể nó là cái quá trình viêm mãn tính trong COPD gây ra. Và sự có mặt của bệnh đồng mắc thì không làm thay đổi điều trị của COPD trong đại bộ phận các trường hợp. Tuy nhiên là chúng ta cũng phải quan tâm phát hiện và điều trị đúng cách để không nào làm nặng COPD lên. Phần trình bày của tôi đến đây là hết. Xin trân trọng cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các quý vị. Vâng, cảm ơn Phó sư Sự Thị Hạnh. Tiếp theo thì xin kính mời tiến sĩ Đỗ Thị Tường Oanh trình bày bài phục hồi chức năng hô hấp và chăm sóc giảm nhẹ bệnh nhân hô hấp mãn tính.